ghé Thanh Hồ, sắm giày chính hãng. MU thắng nghẹt thở. Trận Fulham và MU thuộc vòng 16 Premier League đã kết thúc với tỷ số là 2-1 nghiêng về các vị khách. Đây là trận đấu cực kỳ kịch tính bởi Quỷ Đỏ chỉ có được bàn thắng thứ hai vào những giây bù giờ cuối cùng. Người ghi bàn thắng bên phía Fulham là Daniel James, còn MU là Eriksen và Garnacho. Như vậy là ở hai vòng đấu gần nhất, Fulham đều nhận kết quả cực kỳ cay đắng khi để thua 1-2 trong thời gian đá bù giờ. Trận trước, họ để thua trước Man City. Về phía MU, họ vẫn đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhưng đã rút ngắn khoảng cách với Tottenham xếp ngay trên, chỉ còn lại 3 điểm, 26 so với 29. Kết quả vòng 16 Premier League, Brighton để thua 1-2 trước Aston Villa. Juventus đã thắng 5 trận liên tiếp ở đấu trường trong nước, nên đây được xem là cuộc gặp thú vị bởi Lazio gần đây có sự bền bỉ trong phòng thủ. Trước trận đấu này, Juventus chỉ kém khu vực top 4 có 2 điểm. Với cú đúp của Moiskin và một bàn thắng của Milik, Bianconeri đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Lazio. Trận thắng này đưa Juventus vươn lên vị trí thứ 3 với chỉ 2 điểm ít hơn đội nhì bảng AC Milan, một sự hồi sinh ngoài đáng kỳ vọng của dư luận. Kết quả một số trận đấu khác của vòng 15 Serie A, Atalanta để thua 2-3 trước Inter Milan, Roma và Torino hòa nhau 1-1, AC Milan thắng 2-1 trước Fiorentina và Hellas Verona để thua 1-2 trước Spezia. Ở trận đấu giữa PSG và Auxerre tại vòng 15 Ligue 1, dù Messi và Neymar không gây ấn tượng như kỳ vọng, đội đương kim vô địch vẫn dễ dàng có thắng lợi 5-0 dù chỉ phải gặp câu lạc bộ đang đứng ở nửa sau bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Galtier vẫn tung đầy đủ bộ ba siêu sao Messi, Neymar, Mbappe vào sân. Tuy nhiên, Kimpembe và Marquinhos không có mặt trong đội hình chính mà thay vào đó là Danilo và Mukiele. Do đó, bộ tứ vệ của PSG trận này là Hakimi, Mukiele, Ramos, Mendes. 5 bàn thắng được ghi do công của Mbappe, Carlos Soler, Hakimi, Sanchez, Enkitike. Thắng trận tưng bừng, PSG có 41 điểm và vẫn vững vàng ngôi đầu Ligue 1. Còn Auxerre xếp ở vị trí thứ 15 và chỉ có được 13 điểm. Kết quả một số trận đấu khác ở vòng đấu thứ 15 tại Ligue 1. Nantes hòa 2 đều với Ajaccio. Lille có chiến thắng 1-0 trước Angers. Montpellier thắng 1-0 trước Rennes. Brest thắng 2-1 trước Troyes. Và Monaco để thua 2-3 trước Olympique Marseille. Theo Mundo Deportivo, huấn luyện viên Jose Mourinho đang cân nhắc ý định rời AS Roma ngay sau mùa giải này, dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2024. Lý do bởi vị thuyền trưởng 59 tuổi và ban lãnh đạo đội bóng không tìm thấy tiếng nói chung về những dự án thể thao trong tương lai. Trong khi đó, Real Madrid lại đang cân nhắc lựa chọn Mourinho làm huấn luyện viên trưởng đội bóng thay cho Carlo Ancelotti. Vị chiến lược gia người Italia có thể sẽ giải nghệ sau khi mùa giải 2022-2023 khép lại. Trước đó, người đặc biệt từng có 3 mùa giải dẫn dắt Real giai đoạn 2010-2013. Thành tích của Mourinho trong khoảng thời gian này là không tệ, với 3 danh hiệu gồm La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Theo Sport Bible, Manchester United sẵn sàng bán Harry Maguire ngay trong kỳ chuyển nhượng đầu năm tới, thay vì phải chờ đến mùa giải 2022-2023 kết thúc. Đây là động thái nhằm phục vụ kế hoạch chuyển nhượng của Erik ten Hag. Trước đó, nhà cầm quân người Hà Lan cho biết muốn đưa về MU thêm một tiền đạo và một hậu vệ phải chất lượng. Truyền thông xứ sở sương mù còn tiết lộ có ít nhất 3 đội bóng tại Premier League sẵn sàng trải thảm đỏ để đón Maguire. Một trong số đó là câu lạc bộ cũ của cầu thủ này, Leicester City. Hợp đồng của Maguire còn đến thời hạn hè 2026. Mức lương của cầu thủ này là 190.000 bảng một tuần. Vì vậy, các đội bóng muốn có sự phục vụ của Maguire sẽ phải chi một khoản tiền không hề nhỏ. Đội tuyển Pháp sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup ở Qatar mùa đông này. Kylian Mbappe là một ngôi sao quan trọng của Pháp trên hàng công. Cách đây 4 năm, Mbappe nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Nhưng để tránh sự lười nhác của Mbappe, huấn luyện viên Deschamps đã cảnh báo cầu thủ này cũng phải lui về phòng ngự như thường. Ông chia sẻ, Mbappe là một tiền đạo cần sự tự do, tôi sẽ trao cho cậu ấy sự tự do. Những cậu ấy sẽ có những nghĩa vụ phòng ngự, chỉ là ít hơn những cầu thủ ở phía sau là tiền vệ và hậu vệ mà thôi. Như ở đẳng cấp cao nhất, chúng tôi không thể nào mất một cầu thủ trong đội khi chúng tôi không có bóng. Hà Nội FC có chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để lên ngôi vô địch ở V-League 2022 theo cách thuyết phục. Hà Nội FC chỉ cần giành một điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là có thể có lần thứ 6 lên ngôi vô địch ở V-League 2022. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và khí thế quyết tâm hừng hực, đội bóng thủ đô còn muốn nhiều hơn thế. Đội quân của huấn luyện viên Chun Jae-ho khát khao giành chiến thắng để có được cái kết viên mãn.
Với hai bàn thắng của Lucao và Văn Kiên, Hà Nội FC có 50 điểm giành chức vô địch V-League 2022 sớm trước một vòng đấu. Kết quả một số trận đấu khác ở V-League vòng đấu thứ 24: Nam Định thắng 3-0 trước câu lạc bộ Sài Gòn, Hải Phòng thắng 4-1 trước Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa để thua 2-3 trước Hoàng Anh Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và Viettel hòa nhau không đều và Đà Nẵng để thua 0-1 trước Bình Định. Ghé Thanh Hùng, sắm giày chính hãng.